Nơi này có tên là căn bếp Việt nhỏ, The Little Việt Kitchen. Cái tên đủ để định vị nguồn gốc, đồng thời gửi gắm mong muốn khiêm tốn của người chủ là làm một căn bếp nhỏ ấm cúng như ở mỗi gia đình Việt. Phần ký ức đậm nhất của chị về tuổi thơ ngắn ngủi ở Việt Nam. Chị Thúy Phạm theo gia đình sang Anh từ rất nhỏ và đã ở đây hơn 30 năm. Giống như đồ ăn á, nó làm cho chị nhớ nhà. Khi mà mình nhớ nhà, nhiều khi mình không có biết cái gì hơn là ăn một tô phở cho thật là ngon. 4 năm trước, chị bỏ dở công việc đang làm trong ngành quảng cáo và chuyển sang mở nhà hàng. Thời điểm đó, đồ ăn Việt cũng không còn quá xa lạ với người Anh. Nhà hàng Việt cũng không phải ít. Nhưng ngay từ đầu, người chủ này đã có những kỳ vọng xa hơn rất nhiều cho con đường mình đi và đồ ăn Việt nói chung. Em suy nghĩ đi, nếu mình đi nhà hàng Pháp, nhà hàng Tây, nhà hàng Ý, nhà hàng Ấn Độ, mình mỗi một người ra đầu là cũng ít nhất 35 đồng, nhưng mà ăn rất là ngon. Nhưng mà tại sao khi người ta đi tới đồ ăn của mình, người ta nói cái này mắc tiền quá? Chỉ muốn chỉ cho người ta là đồ ăn Việt Nam mình, nếu mà làm thiệt cho đàng hoàng, nếu mà mình nấu như y chang mẹ mình nấu hả, trời ơi nó ngon hơn mấy cái món kia nữa. Không ai mà muốn làm giàu mà mở nhà hàng hết. Khi chị mở nhà hàng này là chị, cái mission đó là to put Vietnamese food on the food map, where it absolutely deserves to be. Giữa năm nay, The Little Việt Kitchen được bình chọn là nhà hàng châu Á ngon nhất tại Anh. Một sự ghi nhận và một sự chào đón của chính người Anh với ẩm thực từ Việt Nam. Những đợt rảnh rỗi, tôi có thể ăn ở đây đến 3-4 ngày một tuần. Từ đầu là do tôi xem một video trên mạng, trong đó Thúy hướng dẫn cách làm phở gà. Tôi thích cách cô ấy chăm chú tỉ mỉ với từng nguyên liệu nhỏ nhất. Rõ ràng là cô ấy yêu công việc này và làm tôi thấy tin tưởng. Cô ấy có rất nhiều người theo dõi trên trang của mình. London cũng giống như nhiều thành phố khác trên thế giới, các nhà hàng Việt Nam nhiều năm nay trở thành xu hướng được ưa chuộng. Nhà hàng mở ra rất nhiều, dễ dàng bắt gặp trên các tuyến phố và chắc chắn đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa hình ảnh quê hương Việt Nam, ẩm thực Việt Nam với những người bản địa. Nhưng có lẽ sẽ cần nhiều hơn những câu chuyện như quán The Little Việt Kitchen này để chúng ta hy vọng là sẽ khẳng định mình ở một vị trí cao hơn nữa trên bản đồ nghệ thuật ẩm thực thế giới. Phương Huyền từ Vương Quốc Anh.